rơi ra từng cái vô cực vậy? Thôi các bạn đợi xíu nha. Mình làm được bạn. Hợp lý. Rồi mọi người chú ý nha. Rồi các bạn, bây giờ câu đầu tiên trong cái bài đề của cái bài số 3 của chương 3. Yêu cầu của bài toán là bây giờ chúng ta có một chuỗi gồm 6 ký tự. Hai chữ cái theo sau là có hai chữ cái đứng trước, sau đó là có 4 chữ số. Hỏi có bao nhiêu cách viết chuỗi khác nhau. Thì bây giờ này các bạn, đây là bài làm của bạn. Thì bây giờ mình vừa đánh giá và mình vừa làm lại cho các bạn coi cách làm đấy các bạn. Thì đối với cái bài chương số 1 này nè, các bạn có thể vừa mở lại cái đề các bạn xem ha. Đây, thì ở đây cái yêu cầu đầu tiên á là cái chuỗi này nó gồm có 6 ký tự, mình có thể hạo ra mình gạch 6 cái chỗ mình ghi đi. Đó, nó có 6 ký tự thì nó có 6 chỗ để điền vô nè, 1 2 3 4 5 6. Trong đó hai theo sau hai chữ cái là 4 chữ số. Vậy bây giờ nè, tách làm đôi. Bên đây á là chữ nè, còn bên đây á nó là số nè. Chữ là có 2 phần, số là có 4 chỗ. Bây giờ người ta hỏi có bao nhiêu cách viết chuỗi khác nhau nếu chữ cái và chữ số nó không lặp lại. Nó không lặp lại. Thì bây giờ chữ cái á, thì chúng ta sẽ có là có 26 chữ cái. Chúng ta có 26 chữ cái ở đây. Còn chữ số chúng ta có 10 số từ 0 cho đến 9. Vậy bây giờ chúng ta lựa chọn chúng ta điền vào. Thì cái công việc điền này nó có hai bước các bạn. Bước 1 là điền chữ cái, bước 2 là điền chữ số. Vậy là chúng ta đâu đó có sự tác nhân rồi đó. Đầu tiên, yêu cầu là chữ cái và chữ số không lặp lại. Vậy là điền, cái số lượng điền là 26, điền vào cái vị trí là 2, điền mà không cho lặp lại là điền có thứ tự, cái vị trí điền là 2. Vậy nó chính là cái trường hợp của chỉnh hợp đó các bạn, là công thức của chữ A nè. Đó, công thức của chỉnh hợp. Trong đó K là 2, là 2 vị trí điền. Còn cái số điền vào là 26. Vậy cái cách làm đầu tiên là chúng ta sẽ điền chữ số. Chúng ta có chỉnh hợp chập 2 của 26. Đây. Sau đó chúng tương tự chúng ta điền tới chữ số. Thì có 4 vị trí để điền mà có 10 số là chỉnh hợp chập 4 của 10. Chúng ta nhân lại với nhau là xong. Áp thảy vô công thức. Đây là công thức của chỉnh hợp N giai thừa trên N chữ K giai thừa. Thế vào. Vậy là xong. Đây là cái câu trả lời của câu A. Chữ cái và chữ số người ta không cho phép lặp lại. Tách làm hai giai đoạn để làm. Rồi. Câu B. Người ta cho chữ cái và chữ số lặp lại được. Nó có thể trùng lại được. Vậy thật ra nó cũng có hai giai đoạn để làm các bạn. Đây giai đoạn đầu tiên là chọn chữ số, giai đoạn chọn chữ cái, giai đoạn thứ hai là chọn chữ số. Mà giai đoạn mình điền mà cho lặp lại, vậy nó chính là trường hợp của chỉnh hợp lặp. Vậy cái công thức của nó các bạn là N mũ 2, khai vị trí điền N mũ K. Vậy ở đây nè, có 26, 26 chữ cái, vị trí đầu tiên có thể 26 khả năng để điền. Vị trí thứ hai nó không lặp lại, nó cũng có thể có 26 khả năng để điền. Vậy là 26, 26. Hoặc là bạn ghi 26 mũ 2 cũng được. Tương tự 4 cái ô còn lại. Đó, mỗi ô thì chúng ta có thể điền chữ số, điền lặp lại cũng không sao. Vậy chúng ta có 10. 10 x 10 x 10. Ta có 26 mũ 2 x 10 mũ 4. Đáp án cuối cùng là thế này là ok. Nhưng mà khi các bạn làm các bạn là các bạn nhớ có thể giải thích cách bạn hiểu. Tại vì những cái câu mà liên quan đến cái dạng này nè, thì bạn ghi được công thức, bạn tính ra con số á, là bạn được nửa điểm. Nhưng mà bạn giải thích lý do bạn tính, bạn xài công thức á, là nửa điểm của câu á. Đó nên nhớ mình giải thích dùng ngắn thôi. Đây ví dụ như trường hợp của bạn, như trường hợp cô C, bạn giải thích thế này là ok nè. Mình giải thích ngắn gọn là được. Rồi. Tới câu C. Cho... Thầy ơi, thầy. À ok. Ở câu A thầy, câu 1A thầy à. Thay vì, tại vì cái bài này em làm từ lúc trước khi học tổ hợp, chỉnh hợp á. Thì thay vì em viết như vậy, em viết theo kiểu là 25... 26, 25 đúng không? Đúng rồi thầy, đúng rồi thầy. Em viết kiểu đó thì vô thi, ví dụ như làm kiểu đó thì có bị trừ điểm không thầy? Không, hoàn toàn không bị trừ điểm, vẫn đúng luôn. Tại vì chúng ta có nhiều cách giải để giải một bài toán. Đó là lý do mà tại sao hồi nãy mình nói á, là một cái bài các bạn ghi công thức là nửa điểm mà giải thích là nửa điểm. Thì có thể là bạn giải thích cái cách làm của bạn là các bạn mình vừa hỏi cách làm và phân tích thế này nè.
cái chữ đầu tiên bạn có thể là có 26 cách chọn, nhưng mà sau đó chọn hết chữ rồi chỗ sau có 25 cách chọn hà. Bạn phân tích theo kiểu thế này, tức là 26 nhân 25. Bạn phân tích như vậy, bạn làm vào bài vẫn đúng bình thường. Bạn có thể có những phân cách phân tích khác, miễn là nó hợp logic là được. Bởi vậy là nhớ lý giải ra cách giải thích của mình. Vậy vẫn ok hết các bạn, vẫn được. Rồi, mình tới câu C nha. Bây giờ cũng là cái chuỗi nè, nó dài là 6 ký tự. Bây giờ người ta cho phép mình lặp lại, nhưng mà người ta giới hạn số chọn của mình nha. Chỉ cho chọn trong 5 cái nguyên âm là A, E, I, O, U, và số chỉ số gồm các số chẵn. Thì cái công việc của mình làm cứ từng bước. Coi đầu tiên có bao nhiêu vị trí để điền. Tôi biết rồi là 6. Chữ điền 2, số điền 4. Sau đó cái khả năng điền của tôi là bao nhiêu. Khả năng điền lúc này không phải cho 26 nữa mà cho có 5 mà. Đó, có 5 khả năng điền chữ. Và các số chẵn, chỉ có bao nhiêu số chẵn? À, có 5 số chẵn thôi. Có 5 số chẵn. Vậy bây giờ cách làm, bạn ghi trình bày cách lý giải theo cách bạn mình vẫn được, hoặc là mình lý giải cách khác. Có tổng cộng 5 số chẵn và có 5 chữ nguyên âm. Vậy số cách chọn một cái số cách chọn chữ số điền vào, chúng ta có 5 nhân 5 hoặc là 5 mũ 2 theo nguyên tắc là chỉnh hợp lập. Đó. Hoặc là bạn ghi thế này là 5 mũ 2 nhân cho 5, 5 mũ 2 nhân cho 5 mũ 4. Ghi tắt cái này cũng được đó. Đây là cách phân tích của thầy. Bạn ghi như kiểu của bạn mình vẫn đúng chứ không sai. Đó. Rồi bây giờ chúng ta có 4 vị trí có thể lập, mà mỗi vị trí có 5 khả năng điền. Vậy nó là một chỉnh hợp lập giữa cách điền số, thì chúng ta có 5 mũ 4. Vậy toàn bộ kết quả có thể có là 5 mũ 2 nhân 5 mũ 4 bằng kết quả là xong. Vậy là chúng ta xong câu 1. Ủa thầy, số 0 được tính là vừa là số chẵn vừa là số lẻ không hả thầy? À, trong cái trường hợp này các bạn, trong trường hợp số chẵn này á, là bây giờ mình xét cái số 0 của nó là mình loại cái trường hợp số chẵn số lẻ luôn. Thì trong cái câu này là chúng ta cứ lấy 5 là tổng số chẵn thôi. Nhưng mà trong cái bài toán thì có sẽ tùy bài nha, một số bài nó sẽ miêu tả cụ thể cho các bạn là có loại trường hợp số 0 khỏi số chẵn hay khỏi số lẻ hay không. Tại đôi khi nó phụ thuộc vào cái tính chất chẵn lẻ của bài đó yêu cầu, nhưng cơ bản là số 0 không được xét chẵn, không được xét lẻ. Tại vì á, nó bị có cái nhập chẵn dễ hiểu lầm vậy nè. Số 0 đứng mình đó, nó không là chẵn không là lẻ, nhưng mà cái số 0 đứng cuối dãy số á, có thể giúp cái dãy số đó trở thành số chẵn. Nên là cái đề bài nó sẽ miêu tả rõ cho các bạn biết cái số 0 trong cái tình trạng này nó đang được xét theo cái trường hợp nào. Thầy, vậy nếu cái đề câu C là cho phép lặp lại nhưng chỉ gồm 5 nguyên âm và số chỉ gồm các số chẵn, vậy thì mình chỉ tính 2, 4, 6, 8 thì sẽ là 4 x 4 x 4 x 4 chứ. Ừ đúng rồi các bạn, nếu trong cái trường hợp nó miêu tả rõ như vậy thì chỉ là 4 thôi, không còn là 5 đó. Nhưng mà trong cái trường hợp này nè, trong cái câu cái đề bài này nó miêu không có rõ ràng thì mình có thể là lấy là số 0 là số chẵn trong cái câu này luôn cũng được đó. Nhưng mà tại cho không rõ ràng thôi nên thôi bây giờ 4 cũng chấp nhận mà 5 không chấp nhận. Nhưng nếu nó miêu tả chính xác như vậy á, thì 4 là chính xác hơn. Là chỉ có 2, 4, 6, 8 không có số 0. Vậy ok hết các bạn. Vậy thì cái đề nó sẽ miêu tả rõ hơn chỗ đó nếu vô trường hợp dạng như cái câu này. Rồi, tới câu 2. Câu 2 người ta hỏi là có bao nhiêu sâu nhị phân, có độ dài là 10, bít đầu và bít cuối là 1. Vậy bây giờ nè, mình cứ làm từng bước. 10 đúng không? Mình gạch 10 cái gạch ra, tức là 10 chỗ đi điền. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi người ta kêu mình làm gì? Bít đầu, bít cuối là 1. Tức là bít đầu, bít cuối phải bằng 1 cho tôi. Vậy là mình, người ta quy định sẵn mình cứ điền vào luôn là số 1 nè. Số 1 nè. Vậy cái công việc chúng ta còn làm là gì? Là xác định những cái số còn lại trong 8 cái chỗ còn trống đó hả? Đó, còn 8 chỗ còn trống này nè, 8 cái. Điền số vô, mà giải là giải nhị phân, mà nhị phân chỉ có thể điền là 0 hoặc 1. Vậy khả năng điền là 2. Điền có thể lập và lập trong 8 vị trí. Vậy một vị trí có tổng cộng là 2 khả năng điền. Một vị trí có 2 khả năng điền, mà chúng ta có 8 vị trí thì là 2 x 2 x 2 8 lần. Đó, thì 2 mũ 8 là xong. Rồi, đáp án chính xác. Thì cái dạng bài toán này các bạn, nếu người ta có miêu tả rồi thì các bạn cứ điền giá trị vào đầu vào cuối để chúng ta tính thật sự cái số khoảng trống mà chúng ta cần tính toán là bao nhiêu thôi. Câu số 3.
Bao nhiêu sâu nhị phân? Độ dài bằng 10, bắt đầu bằng 3, 3 bit 0 hoặc kết thúc bằng 2 bit 0. Đây, thì cái làm bài này bây giờ mình làm giáp gì ha? Bây giờ độ dài cũng bằng 10, cũng là 10 cái đặt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bắt đầu bằng 3 bit 0. Mình kể vô trước nha. 3 số 0, 1, 2, 3. Kết thúc bằng 2 bit 0. 1, 2. Người ta hỏi mình là hoặc bắt đầu bằng 3 bit 0 và kết thúc bằng 2 bit 0. Thì trước mắt mình nhìn vô mình thấy cái số bit còn lại là 1, 2, 3, 4, 5. À, vậy là ở đây nè. Nó còn 5 cái vị trí để mình xác định giá trị nè. Đó, nó còn 5 vị trí xác định giá trị. Nhưng mà nhìn kỹ, ở đây người ta kêu là người ta dùng chữ hoặc. Hoặc bắt đầu bằng 3 bit 0 hoặc kết thúc bằng 2 bit 0. Chứ không phải dùng chữ và. Nếu người ta dùng cái chữ hoặc và các bạn, chữ hoặc có nghe nè, chữ hoặc. Hoặc, nếu người ta dùng chữ và đó các bạn, thì bạn đếm 1, 2, 3, 4, 5, 5 chỗ trống. Tương tự bài toán ở trên 2, 4, 5 là xong. Mà ở đây là hoặc. Thì bây giờ để tính ra cái trường hợp này thì giống như trong trường hợp ví dụ đó, mình sẽ tính toàn bộ những trường hợp bắt đầu bằng 3 bit 0 trước. Đây, bắt đầu 3 bit 0 trước, vậy là chúng ta chưa có. Có 10 vị trí mà nó chiếm hết 3 vị trí rồi. Để nó điền 3 số 0 đầu tiên rồi thì chúng ta còn 7 chỗ trống thôi. Để điền vô 7 chỗ trống, tôi có 2 mũ 7 cách điền. Đúng rồi. Còn bây giờ tiếp tục cái trường hợp hoặc là chúng ta sẽ cộng. Cái trường hợp kết thúc bằng 2 bit 0, bit 0, bit 0. Kết thúc bằng 2 bit 0 có 10 bit, nó lấy 2 bit 0 phía sau. Vậy là tôi chỉ còn có 8 chỗ trống thôi. 8 chỗ trống thôi. Vậy thì nó lúc này công thức chúng ta sẽ cộng thêm 2 mũ 8 trường hợp kết thúc bằng 2 bit 0. Và cái vấn đề ở đây bạn cần phải trừ đi một cái trường hợp nó vừa bắt đầu bằng 3 bit 1 vừa kết thúc bằng 3 bit 0, cái trường hợp này nè. Không trừ thì chúng ta đếm bị trùng. Cái ví dụ trong bài toán mình có rồi đó, nên mình phải trừ cho 2 mũ 5. Đó, 2 mũ 5 là chỉ còn 5 cái vị trí còn trống trong cái trường hợp vừa bắt đầu bằng 3 bit 0 vừa kết thúc bằng 2 bit 0. Đây. Bạn làm vậy thế này cũng được, nhưng mà để làm để ăn thêm nửa điểm các bạn lý giải tại sao có 2 mũ 7, có 2 mũ 8, có 2 mũ 5. Đó. Thì kết quả cuối cùng chính xác là 2 mũ 7 cộng 2 mũ 8 trừ 2 mũ 5. Giống như trong cái ví dụ của mình luôn. Rồi. Cái câu 4. Mọi người để ý cái câu 4 với câu 5 thấy các bạn. Cái câu 4, câu 5 là năm trước là cái đề thi nó ra câu tương tự vậy luôn á, giống như câu 4 này nè. Bây giờ mình đọc cái đề thôi. Có thể có bao nhiêu sâu ký tự khác nhau? Có được bằng cách sắp xếp lại các chữ cái của từ success. Đây. Bây giờ có người ta cho mình cái chữ cái, người ta hỏi nếu mình sắp xếp lại thì có bao nhiêu cách sắp xếp. Ví dụ một cái trường hợp thực tế mà cái đề thi đợt trước thầy cho thế này nè. Cái bạn đó bạn tên là Hoàng. Bây giờ bạn muốn tạo một cái mật khẩu bằng cách bạn sắp xếp mấy cái chữ cái trong cái mật khẩu của bạn lại thì có bao nhiêu cách sắp xếp. Thì đó là một cách hỏi khác của cái câu giống như số 4 này thôi à. Thì chúng ta làm cách nào? Bây giờ sắp xếp thì là chỉnh hợp, nhưng mà trong cái chữ set này nè, nó có mấy cái chữ giống nhau là chữ S. Chúng ta đếm là có 3 chữ S, bạn đếm nè, có 3 chữ S, có 1 chữ U, có 2 chữ C, có 1 chữ E. Cái sự sắp xếp này các bạn, cái sự sắp xếp này nè, nó có những cái phần tử trùng nhau, nên mình thấy kết luận ở đây là chỉnh hợp lập. Đó, mình có thể mình lý giải bằng cách mình đọc tên nó ra thôi, đây là chỉnh hợp lập. Thì cái công thức của chỉnh hợp lập là, đây bạn tính nè, áp dụng đúng công thức của chỉnh hợp lập thôi. Tổng số cái vị trí là 7, là 7 giải thừa ở trên. Chúng ta chia lần lượt cho những cái lần lập của từng ký tự. S lập 3 lần chia 3 giai thừa. C lập 2 lần chia 2 giai thừa. U lập 1 lần chia 1 giai thừa. E lập 1 lần chia 1 giai thừa. Vậy kết quả chúng ta sẽ có là 7 giai thừa chia 3 giai thừa chia 2 giai thừa. Kết quả là 420 các bạn. Vậy là xong. Đó, cái câu này cách làm nó rất là dễ, nhưng mà nhớ lý giải một cách hợp lý để ăn thêm điểm. Đó, mình chỉ còn nói nè. Sắp xếp lại là chỉnh hợp, nhưng mà có những ký tự bị trùng ở trong câu, vậy nó là lập, chỉnh hợp lập. Nên vậy nó là chỉnh hợp lập. Chúng ta áp dụng công thức chỉnh hợp lập được kết quả là đó, đếm ra S nhiều, U nhiều, C nhiều, đưa công thức tính đi kết quả là xong. Rồi, câu 5 giống như câu 4, nó cũng có chuỗi kêu mình tính trường hợp lặp lại giống y chang này các bạn.
Thì bây giờ mình áp dụng cái cách tính hồi nãy, mình chỉnh hợp lập, mình sắp xếp, mình tính thôi. Đếm cái mấy cái tự đó, đếm 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 coi con mỗi chữ có bao nhiêu. Đó, biết mỗi chữ có bao nhiêu rồi thì lấy tổng cái số vị trí giai thừa chia cho từng vị trí lập từng cái giai thừa thôi. Nhưng có cô B. Cô B người ta hỏi á, là có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho ba chữ Y luôn đặt cạnh nhau. Đây nó có ba chữ Y này các bạn, Y nó có ba chữ. Người ta muốn là bây giờ bạn xếp sao cũng được, nhưng mà cái chữ Y á, nó phải dính với nhau nha, luôn luôn chung với nhau. Thì bây giờ để có một cách nhìn đơn giản hơn của cái bài toán này á, thì bây giờ bạn coi ba cái chữ Y á, nó dính với nhau thế này nè các bạn. Đây ba chữ Y nè, nó dính với nhau gì nè. Bạn coi nguyên nguyên nói một cái chữ Y lớn đi, đó là một cái chữ Y lớn, là một chữ duy nhất đi, là nó dính với nhau rồi. Nếu mà bạn bạn coi như vậy á, thì cái bài toán này nó quay là một cái vấn đề đơn giản nè. Thay vì Y là ba thì nó thành một cái chữ Y lớn lặp con lần rồi. Đó, mình coi ba chữ Y là một ký tự. Vậy lúc này chúng ta một lần nữa áp dụng công thức của hoán trị lập, của chỉnh chỉnh hợp lập, thì chúng ta sẽ có tổng số vị trí để sắp xếp. Lúc này ba chữ nó nhập vô một rồi thì còn có 6 vị trí à. Đây chúng ta có 6 giai thừa rồi, chia cho từng trường hợp bị lập, chia cho nè ba giai thừa mất tiêu rồi, nó bị nhập thành một rồi, bỏ nó ra đó. Đây rồi, chỉ còn có 2 giai thừa, 1 giai thừa, 1 giai thừa, 1 giai thừa. Vậy nó sẽ còn 6 giai thừa chia cho 2 giai thừa là xong rồi. Vậy cô B đáp án là 6 giai thừa chia 2 giai thừa hả các bạn? Rồi, tiếp theo. Cái câu 6 thì tương tự với câu câu 5 luôn rồi. Cũng có một chuỗi nè. Cái người kia kia mình sắp lại nè. Mà bây giờ người ta hỏi là cho ba chữ A luôn đặt cạnh nhau. Thì bây giờ nè, ba chữ A luôn đặt cạnh nhau thì đâu có khác gì, đâu có khác gì cái trường hợp là ba chữ A đây nhau, thì mình coi như là một chữ A lớn thôi. Ba cha chữ Z. À, ba chữ A luôn đặt cạnh nhau thì bây giờ mình coi ba chữ A nè, nó trở thành trường một cái chữ A lớn duy nhất. Thì lúc này nó xảy ra cái trường hợp là mình hoán vị nó xong rồi, mình ở đây ba chữ A trên một cái vị trí duy nhất, nên nó sẽ chỗ này chúng ta sẽ còn có 10 vị trí, trừ ra cho ba vị trí sẽ còn 7 giai thừa chia cho 7 giai thừa chia cho, bỏ cái trường hợp ba chữ A. Đây các bạn nhìn nha, chữ A nó có 4, chữ A nó có 4, mà bây giờ mình lấy ba chữ mình nhập vô nhau rồi thì coi như một cộng đi, thì bây giờ coi như còn cộng đó với cái chữ A còn lại à, thì coi như là nó lặp một lần thì nó trở thành một cái 2 giai thừa ở chỗ này nè. Nó trở thành một cái 2 giai thừa ở đây, tại vì nó khả năng nó bị lặp bởi cái chữ A đó với chữ A lớn được nhập bởi ba chữ và chữ A còn lại, nên nó còn 2 giai thừa. Thì mình chỉ còn đếm những cái giá trị còn lại thôi. Đây nó còn có 1 giai thừa thì khỏi ghi ha, 3 giai thừa đó, 3 giai thừa rồi, 1 giai thừa, 1 giai thừa khỏi ghi. Tới đây á, cơ bản là xong rồi, nhưng mà chúng ta còn phải làm một việc nữa là trong 4 cái chữ A mình chọn 3 chữ A nào để cho đứt kế nhau, nên nó còn phải nhân cho một cái tổ hợp chập 3 của 4 chữ A nữa là xong. Đó. Thì cái câu này hỏi khó một chút, tại vì ở sau ở đây nè, nó có tới 4 chữ A mà yêu cầu có 3 chữ A đặt cạnh nhau thôi. Nên mình phải phân tích nó ra bằng việc đầu tiên, mình sẽ coi 3 chữ A như là một ký tự, thì coi như chữ ký tự chữ A lớn nó với chữ A nó đang lặp một lần, nó ra 2 giai thừa ở đây. Đó, nó ra 2 giai thừa ở đây nè, tại vì bộ 3 chữ A với chữ A cũng là chữ A. Rồi, tiếp sau đó mình còn phải làm một việc nữa là giữa 4 chữ A mình chọn ra 3 chữ A nào để gom thành một tổ, nên thêm một cái giai đoạn là nhân thêm tổ hợp chập 3 của 4. Thì cô B nó thế này. Rồi, câu bạn này bạn làm câu tiếp theo là câu 8. Có bao nhiêu xô bít có độ dài bằng 10 chứa đúng 4 bít 1, nhiều nhất 4 bít 1 và số bít 0 bằng số bít 1. Bây giờ câu 8 các bạn.
bây giờ showbiz có độ dài bằng 10, thì bây giờ mình chặt 10 vị trí đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chưa đúng 4 bit 1. À bây giờ là trong cái bài này yêu cầu là tôi phải có chữ đúng bit 1. Bây giờ mình chưa biết yêu cầu nó nằm, viết thử đi. 1, 1, 1, giả sử nó nằm đây. Thì có phải là những cái vị trí còn lại bạn chỉ có thể điền số 0 không? Đó, điền số 0, điền số 0, điền số 0 thôi. Đây là một cách sắp xếp nha. Đây là một ví dụ cách sắp xếp nè. Khi bạn đã điền số 1 rồi, thì những cái vị trí còn lại bạn chỉ có thể điền số 0 thôi. Tại vì người ta kêu là chuỗi showbiz. Showbiz chỉ có 0 với 1. Bạn mà điền một số 1 bất kỳ nữa, thì nó ra tới 5, 6 số 1 cũng được. Nên bạn chỉ có điền số 0. Đó, chỉ điền số 0 thôi. À, vậy bây giờ nhìn lại cái bài toán này các bạn, nó có phải là một cái bài toán có bao nhiêu cách sắp xếp chỉ 4 số 1 này nè vào trong 10 vị trí không? 4 số 1 vào trong 10 vị trí. À, bây giờ số 1 đứng trước đứng sau đâu ánh hữu gì đâu, đứng đâu cũng được mà. Vậy nó chỉ là một tổ hợp cặp 4 của 10 là xong rồi. Thảy vô thôi, xếp chỗ thôi. Tại vì yêu cầu có đúng 4 bit 1. Nhìn một góc nhìn khác là việc xếp 4 bit 1 này nè vào trong 10 vị trí. Còn mấy chỗ là phải ghi số 0 cho tôi, không được ghi cái khác. Rồi. Cái câu B. Cái câu B các bạn, người ta hỏi mình là nhiều nhất 4 bit 1. Với cái câu hỏi mà dạng nhiều nhất thế này nè, thì khi đọc vô mình không phân tích được của nhiều nhất 4 bit 1 là nó không chỉ gõ cho mình biết là có phải điền bao nhiêu bit 1. Nhiều nhất 4 bit 1 không rõ ràng. Vậy bây giờ tôi tìm cách tôi rõ ràng bằng cách tôi chia từng trường hợp. Nhiều nhất là 4, có phải bao gồm những trường hợp sau đây? Không có bit 1 nào. Có 1 bit 1, có 2 bit 1, có 3 bit 1 và có 4 bit 1. Vậy tổng cộng chúng ta có 5 trường hợp phải không các bạn? Vậy tương tự mình chỉ cần tính cụ thể từng trường hợp là xong. Thì ở đây này các bạn, đây là từng trường hợp của bạn nè. Nhưng mà khi làm thì các bạn nhớ ghi ra, ví dụ nè, cái C0 của 10 là trường hợp nào. Đó, mình ghi một dòng ra để mình giải thích là được rồi, ghi ngắn thôi. Thì ở đây các bạn, C0 của 10 tướng lại gì? Là không có bit 1 nào á. Trong 10 cái chuỗi nè, nó chỉ có số, nó chỉ điền được số 0 thôi, không điền được số 1. Vậy là không có trường hợp nào. Nên chúng ta sẽ có một cách chọn hà. Đó, C0 của 10 tôi ứng với số 1 vậy nè. Rồi, có một bit 1, bao nhiêu cách sắp xếp một bit một trong chuỗi 10, trong cái chuỗi 10 vị trí tổ hợp chập một của 10, đó là cộng thêm tổ hợp chập 2 của 10, chập 3 của 10, chập 4 của 10, cộng hết 5 trường hợp lại là ra kết quả cuối cùng. Mỗi trường hợp thì đưa vào công thức mình bấm máy thôi là xong. Nó giúp cho mình giải thích được trường hợp nhiều nhất 4 bit một. Rồi, câu số 8. Người ta hỏi là số các bit 0 bằng số các bit 1. Cái này hỏi gì khi thấy ghê nhưng mà phân tích giao dễ ẹt chứ gì. Bây giờ có 10 vị trí. Số bit 0 mà bằng số bit 1. Thì tức là có 5 bit 0, 5 bit 1. Mà 5 bit 0 5 bit 1 nó đứng đâu cũng được, nó lộn xộn với nhau. Đó, thì cái chỗ này nè, chúng ta chỉ cần làm việc là gì? Chúng ta xếp vị trí của một của 5 thằng 0, hoặc là xếp vị trí 5 thằng 1 là được rồi. Đó, vậy bây giờ thôi thì xếp vị trí của 5 thằng 1 đi. Thì mấy thằng 0 kia bắt buộc nó phải vào những vị trí chưa được xếp thôi. Xếp vị trí của 5 thằng bit 1 thì nó chính là tổ hợp chập 5 của 10. Vậy là xong rồi. Đó, tại vì chúng ta nhìn một cái vấn đề theo một hướng khác. Bit 0, bit 1 bằng nhau, vậy tức là có 5 bit 1 còn để xếp vị trí. Xếp xong là mấy cái vị trí kia bắt buộc phải số 0 vậy thôi. Vậy bây giờ tôi chỉ cần việc tôi làm ở đây chỉ là việc xếp vị trí của 5 bit 1 vào 10 chỗ. Vậy nó sẽ là tổ hợp chập 5 của 10. Vậy là xong. Cái câu 9, 10 thì có dễ hơn nhiều ha các bạn. Có 6 người đứng xếp hàng thành hàng ngang để chụp ảnh. Hỏi có thể bố trí bao nhiêu kiểu? Cái đề đó có hỏi có thể lạ lạ, nhưng mà bây giờ 6 người đứng xếp hàng, kiểu ảnh thì đổi qua đổi lại vị trí với nhau rồi đâu có làm gì đâu. À, đổi chỗ đúng không? Đổi chỗ là hoán vị, công thức của hoán vị bn là n giai thừa. Vậy 6 người thì chúng ta có 6 giai thừa, vậy là xong. Chính xác.
Hoặc là trong cái trường hợp khác, nếu bạn không nhớ công thức thì mình tự phân tích nè. Có 6 vị trí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vị trí. Có 6 người. Vị trí đầu tiên có bao nhiêu cách chọn? 6 cách chọn. 6 cách chọn, một người đã bước đứng vào đây rồi. Thì lúc này còn có 5 người à, thì vị trí tiếp theo có 5 cách chọn. Vậy là 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 thì sẽ là 6 giai đoạn. Đó, vậy là xong. Nếu trường hợp bạn quên công thức đó, thì cứ phân tích từ từ để coi nó là trường hợp nào. Câu 10. Có bao nhiêu cách chọn 3 tuyển thủ trong 7 tuyển thủ của đội cờ vua để thi đấu quốc tế? Rồi, bây giờ 3 tuyển thủ trong 7 tuyển thủ. À, tóm gọn lại hỏi một cái gì đây? Có 7 người chọn 3 người. Mà cách chọn này là thi đấu hả? Vậy là ai vô chung nhóm là được, không có phân vai vế thứ tự gì hết. Vậy nó sẽ là tổ hợp. Tổ hợp là không phân thứ tự, cái nào cũng như nhau. Vậy áp dụng công thức tổ hợp, tổ hợp nhập 3 của 7 là xong. Rồi, câu 11. Câu 11 này chắc như tại vì chúng ta, tại vì giúp chúng ta nhiều khi không có quen khái niệm đấu vòng tròn với bóng đá các bạn. Tại vì đấu vòng tròn nhiều khi có nhiều nơi nó tổ chức là đấu vòng tròn một vòng hai vòng, cái kiểu một tầng hai tầng nó hơi lu bu. Thì ở đây nè các bạn, đấu vòng tròn là kiểu thế này nè. Là ví dụ bây giờ là mình có bốn đội bóng là A nè, rồi B nè, rồi C nè, rồi D nè. Thì đấu vòng tròn là lần lượt từng đội sẽ đi đấu với những đội còn lại. Ví dụ thằng B, nhiệm vụ thằng B là nó sẽ đấu với thằng A, nó phải đấu với thằng D, nó phải đấu với thằng C. Tới thằng A, nó sẽ đấu với thằng D, đấu với thằng B, đấu với C luôn. Thằng C cũng đấu với ba đứa còn lại, cứ liên tục như vậy. Đó. Thì bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu trận đấu? Thì ở đây cái đáp án chính xác không phải là N giai thừa. Để có thể làm những câu hỏi đặc biệt thế này, mình cứ phân tích. Bây giờ, đầu tiên các bạn, cái phân tích của bài này, các bạn, bài này hơi nâng cao tí thôi. Một cái đội bóng phải đấu với bao nhiêu đội? Một đội bóng, ví dụ trong tình huống bốn đội bóng như thế này nè, thằng B phải đấu với ba thằng. Vậy nếu có N đội bóng thì một thằng phải đấu với cái phải đấu với N thằng. Đó, một thằng phải đấu với N thằng. Rồi trong cái trường hợp mà đấu như vậy á, thì lúc này một thằng đấu với N thằng, nó đấu hết xong rồi thì một hồi nó sẽ có những cái phần bị bất cập với nhau. Tại vì hai nhóm sẽ là một đội đấu với nhau mà nó bị trùng lại với nhau. Những cái đường kết nối nó bị trùng. Nên trong cái bài toán này nè, cái đáp án của nó sẽ là N nhân cho N trừ 1 chia cho 2. Tại vì một xét lần lượt của tất cả các thằng, mỗi thằng đều phải đấu với những thằng còn lại. Những thằng còn lại là N trừ 1. Nhưng mà nó sẽ có phân nửa trường hợp là nó bị trùng. Tại vì một trận với hai nhóm cùng tham gia nên nó sẽ chia 2. Nên cái bài toán này nó sẽ là N nhân N trừ 1 tất cả chia 2. Câu số 12. Câu số 12, cái dạng này là từ trước chúng ta có làm cái dạng về nó nè. Đó là cái trường hợp mà khi các bạn đếm, để nhớ mà đếm cho nó đúng thì nhớ trừ ra cái trường hợp đếm mà nó trung gian, kẻ nó đếm bị trùng đó các bạn. Vậy bây giờ đề bài người ta hỏi lớp có một thông tin. Bây giờ tôi có 45 sinh viên học tiếng Anh, có 30 sinh viên học tiếng Pháp và 10 sinh viên học cả tiếng Anh và cả tiếng Pháp luôn. Đó, học cả hai luôn. Bây giờ tôi muốn hỏi á, là số sinh viên công nghệ thông tin trong lớp không ai không biết. À, tính số sinh viên công nghệ thông tin trong lớp, người ta để kỹ, người ta ghi thêm một trường hợp nè, người ta miêu tả rõ luôn nè. Không ai không biết một trong hai thứ tiếng trên. Đó, vậy là tổng cái trường hợp của nó sẽ rơi vô trong 45 sinh viên. Ý của cái câu miêu tả đó là vậy đó các bạn. Thằng nào cũng có học hết trơn á. Vậy tức là trong cái câu A, 45 sinh viên này là cái trường hợp tổng quan rồi. Vậy bây giờ nè, lớp mình có tổng có 45 sinh viên học tiếng Anh, có 30 sinh viên học tiếng Pháp. Bây giờ hỏi tổng sinh viên thì lấy 40 cộng 30. Thì nhớ là chúng ta trừ ra mấy cái đứa mà nó học, vừa học tiếng Anh, học tiếng Pháp nè. Đó, trừ ra mấy thằng giao nhau này thì tổng số là 65 sinh viên là chính xác. Vậy thôi à. Rồi, cái câu B, người ta hỏi là biết chỉ số lúc này là 70 bạn lận.
À, vậy tức là có mấy cái đứa là nó không có học ngoại ngữ rồi, bởi vì lúc đếm nó không có đếm nó. Vậy bây giờ hỏi là có bao nhiêu sinh viên không biết ngoại ngữ Anh, Pháp? Thì bạn bài của nhóm này làm rất là kỹ luôn, bạn tính cả trường hợp là sinh viên không biết ngoại ngữ Anh, Pháp, không biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp. Đây, thì cái câu này các bạn, bây giờ các bạn biết tổng số sinh viên á, cái trường hợp ở trên chúng ta có 65 sinh viên có biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Mình lấy 70 mình trừ cho 65, mình sẽ lòi ra cái bạn sinh viên không biết tiếng gì chưa. Đây, gọi là mấy bạn không học ngoại ngữ nè. Đây, giờ chính xác. Còn thí dụ người ta hỏi kỹ hơn, bạn nào không biết tiếng Anh đâu, thì lấy tổng số sinh viên trừ cho cái nhóm 45. Đó, tại vì trong 45 này nó bao gồm những bạn biết tiếng Anh, biết kèm Anh tiếng Pháp thì nó cũng là biết tiếng Anh. Vậy hỏi đơn giản là không biết tiếng Anh, việc lấy 40 người trừ cho nó là xong. Hỏi không biết tiếng Pháp thì cứ lấy tổng số trừ với bạn không biết tiếng Pháp là xong. Rồi, câu 13. Có bao nhiêu cách tuyển 5 trong 10, 5 trong số 10 cầu thủ của đội quần vợt để thi đấu? Đề thi nó sẽ cho nhiều dạng những câu nhỏ nhỏ để bạn lấy điểm đấy các bạn. Thì chúng ta cứ làm thôi nè. Bây giờ mình cứ hỏi coi, bây giờ cách tuyển 5 trong số 10 cầu thủ đội thi đấu quần vợt, có 10 cầu thủ bắt bóc cái 5 đứa hả, mà không quan trọng thứ tự đúng không? Vậy là tổ hợp rồi. Thì thấy thức tổ hợp một là sao, không có gì chờ. Câu 14 cũng là chọn thi chơi cá ngựa, thi đua ngựa có 12 con ngựa, hỏi là có bao nhiêu khả năng nhất nhì ba, nếu khả năng nào cũng có thể. Vậy bây giờ nhiệm vụ của tôi là gì? Trong 12 con tôi chọn ra những cái con tôi xếp vào vị trí 1, 2 và 3. Cách chọn này các bạn nhất khác nhì khác ba, vậy nó có sự phân biệt với nhau, vậy nó có sự thứ tự với nhau rồi. Vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức của chỉnh hợp, chọn ra ba từ trong 12, đó là chỉnh hợp chập ba của 12 đó. Vậy áp dụng công thức bậc xong, câu 14 chỉnh hợp chập a, chỉnh hợp là chập ba của 12 đó. Thì cách bạn làm thế này đúng rồi, nhưng mà các bạn nhớ giải thích cho một tí, các bạn đến một dòng ra mấy cái câu chỉnh hợp tổ hợp thì nó dễ cho mọi người ha. Câu 15, câu lạc bộ bây giờ có 25 người, bao nhiêu cách chọn 4 thành viên vào ủy ban thường trực? Đây là cái dạng bài toán các bạn thường thấy nhất và đề thi, nếu mà có ra thì gặp cái này dễ ăn điểm ra. Đây, chọn câu A, chọn không có quan trọng vị trí, ban thường trực ai làm gì cũng được, nhóm 4 người là tổ hợp. C, 4 xem lập chính xác. Câu B, chọn mà đi phân biệt ai chủ, ai phó, ai thư ký, ai thủ quỹ, a gì có cái sự khác biệt nhau cho cái vai trò vị trí, nó là tổ hợp a 4, a của 4 hàm lập chính xác. Vậy tương tự mấy câu sau cũng dễ như cái câu 16 các bạn. Tổ bộ môn 10 nam 15 nữ, bao nhiêu cách chọn một hội đồng gồm 6 ủy viên, trong đó ủy viên nam bằng số ủy viên nữ? Bây giờ không chưa hiểu lắm cái đề muốn tính thế nào thì chúng ta đầu tiên hãy tìm hiểu coi có bao nhiêu vị trí đi điền. Hội đồng gồm 6 ủy viên, à chỉ gạch ra 6 gạch, 6 ủy viên, 6 gạch. Rồi, số ủy viên nam bằng số ủy viên nữ. À vậy tức là 3 nam, 3 nữ. 3 nam, 3 nữ. Ủa vậy công việc của tôi có hai việc để làm rồi, việc một chọn mấy ông nam, việc hai chọn mấy cô nữ. Vậy để chọn mấy ông nam thì thực tế ở đây chúng ta có 3 vị trí mà chúng ta tới 10 ông nam. Ông nam nào cũng được, không quan trọng thứ tự hả? Vậy là tổ hợp chọn 3 của 10. Tương tự tới 15 cô nữ có 3 vị trí, không quan trọng thứ tự, a vẫn là tổ hợp. Tổ hợp chọn 3 của 15. Vậy nhớ hết các bạn, không phân biệt thứ tự tổ hợp, có phân biệt thứ tự chỉnh hợp. Câu 17. Một trường đại học có 15 sinh viên xuất sắc về toán và 325 sinh viên xuất sắc về công nghệ thông tin. Cái trường này công nghệ thông tin nhiều hơn. Có bao nhiêu cách chọn hai đại diện
sao cho một là sinh viên toán, còn người kia là sinh viên công nghệ thông tin. À, vậy bây giờ có hai cái gạch, hai cách chọn vào hai vị trí. Việc đầu tiên là chọn sinh viên giỏi toán, sau đó là chọn sinh viên giỏi công nghệ thông tin. Rồi, có một bạn à, chọn không phân biệt. Vậy bây giờ có 18 bạn chọn ra một bạn, có bao nhiêu cách chọn? Tổ hợp tập 1 của 18. Chúng ta có tổng cộng là 18 cách chọn sinh viên giỏi của toán. Tương tự, bây giờ có 325 sinh viên công nghệ thông tin chọn đứa, thì có 325 cách chọn chứ nhiêu. Đó, tức là tổ hợp tập 1 của 325 đấy các bạn. Thì ở đây nè, câu hỏi của người ta là có bao cách chọn, một lượt là hai người. Vậy công việc của tôi á, là tôi phải chọn người này, xong rồi tôi chọn người kia. Công việc này có hai giai đoạn, nên là giai đoạn tôi có áp dụng nguyên tắc nhân. Nguyên tắc nhân ở đây như các bạn, đây là dấu nhân nha. Đây là dấu nhân, chứ không phải dấu cộng. Đó, tại vì tôi phải nhân lại với nhau. Nhân lại. Thì đây nhân lại với đúng. Đó là toàn bộ khả năng xảy ra của câu A. Thầy ơi, chơi mỗi cái bài 16 là quy tắc cộng đó thầy. Bài 16. 16 á. Là chọn 6 người. Chọn 6 người mà sao có... cũng hai công việc cùng đồng thời mà sao cộng nó nhân chứ. Sorry, ở đây dấu nhân như các bạn. Thanh Kiều các bạn dùng ra, sorry. Dấu nhân. Mình không để ý. Sorry. Đây dấu nhân nha mọi người. Đây dấu nhân. Thank you các bạn. Sorry các bạn. Ở cái đây vẫn là một công việc có hai giai đoạn. Dấu nhân ha, không phải dấu cộng. Dấu cộng là chừng nào trường hợp phải cộng. Thank you các bạn. Rồi, cái câu B của 17. Có bao nhiêu cách chọn một đại diện hoặc là sinh viên toán hoặc là sinh viên công nghệ thông tin? Cái câu B này thật ra nhìn lại vấn đề nè, tức là chọn một người hoặc là toán hoặc công nghệ thông tin. Cái trường hợp chữ hoặc nè các bạn, nó mới dấu cộng á, thì lúc này là chúng ta có 18 cách chọn sinh viên toán thì cộng cho 325 thì ra kết quả của câu B. Đây, câu B mới là dấu cộng, phải là hoặc. Lựa chọn người này cũng được, người kia cũng được. Hay là một góc nhìn khác các bạn, tổng số sinh viên chúng ta có là 18 cộng 325. Chọn ra một người, cộng hết lại, vậy là xong. Rồi, ấy câu 19 đi các bạn. Câu 19 nha. Bạn tại cái nhóm này làm cũng rất là kỹ nè. Tại câu 19 khi bạn đọc bạn có thấy bị nhập nhằng đó, thì các bạn nhóm này vẽ một cái sơ đồ ra, sau đó là ghi đặt ký hiệu thế này nè để cho các bạn dễ xác định, rất là ok đó. Đây là Tây Ban Nha, B là Pháp, N là Nga đó. Còn biết ba tiếng là T, N, B. Thì đúng là trường hợp chúng ta tập giao nhau thế này nè, thì ở đây á, cái nhóm này có ghi nhầm một chút thì các bạn phải tính lại thôi. Ở đây nè, người ta cho biết á, tổng số sinh viên á, đây người ta cho biết tập hợp từng lượng từng số sinh viên và tổng số sinh viên là 2092. Thì dựa vào cái quy tắc tổng trừ cái trường hợp giao nhau, thì cái số 2092 nè, nó sẽ là T cộng cho P cộng cho N, và nhớ nha các bạn, trừ đi cái phần giao giữa các phần này. Trừ đi phần giao giữa cái phần này, tức là chúng ta trừ đi cái phần TB. Thằng TB nó được đếm rồi, một lần ở trong T hoặc trong B. Trừ đi cái phần TN, trừ đi phần giao BN. Rồi, cái phần ở giữa này các bạn, cái phần ở giữa nè, nó bị trừ rồi. Cái này, nhưng nếu mở rộng thêm thôi, thì bạn sẽ thấy cái phần ở giữa nè, nó bị trừ, nó bị trừ đi rồi. Nên nếu bạn để nguyên, nó sẽ bị thiếu, bạn phải cộng lại một lần. Thì kết quả cuối cùng của nó là 7 là đúng đó. Nhưng mà cái quy trình tính này các bạn coi lại nha, đi dấu trừ mới đúng. Rồi chúng ta trừ thế số ở trên xuống là xong rồi. Vậy là tương tự cho cái câu 20 luôn hết các bạn. Các bạn có thể coi lại. Rồi bây giờ hơi trễ rồi, bây giờ chị chúng ta tranh thủ vào một cái phần của chương 4 luôn ha các bạn.
Rồi, C ở đây. Rồi. Rồi, vậy bây giờ chúng ta quay lại để chúng ta đến cái chương cuối cùng cho cái phần học của chúng ta các bạn, là chương 4. Còn cái phần chương 5, chương 6 thì chắc có một buổi đó mình sẽ review sơ các bạn biết nó là có những cái gì. Thì cái chương 4 này là một cái chương nếu mà học thì nó cũng khá nhiều phần. Cái tên chính của cái chương này là quan hệ. Các bạn, lúc mà các bạn học về quy tắc tương đương logic nè, rồi mọi người học về phép đếm nè các bạn, cái quan hệ giữa hai mệnh đề chúng ta có thể dùng những cái phép logic cơ bản. Ví dụ giống như là A và B, hoặc là A hội B, rồi giống như là nếu A thì B. Đó là những cái phép quan hệ logic cơ bản đó các bạn. Nó tạo ra một cái ngữ nghĩa có thể xét được giữa hai cái mệnh đề hoặc là hai cái vị từ. Nhưng mà trong những cái điều kiện các bạn đón thực tế á, những cái mối liên hệ của nó nhiều khi nó phức tạp hơn cái việc chỉ đơn giản là A và hội hoặc tiễn nếu thì. Nó có thể có những cái mối quan hệ ví dụ giống như là cùng một cái công ty, hoặc là cùng học chung một lớp, hoặc là có cùng một cái đáp án. Ví dụ như cái này là ước của cái kia, cái số này nó sẽ là cái nghiệm thực của cái phương trình kia. Nó có nhiều cái quan hệ phức tạp hơn. Thì để có thể xét, để có thể quản trị được cái mối quan hệ đó, thì chúng ta sẽ xét cái tính chất cơ bản của một cái mối quan hệ dựa theo logic nó sẽ như thế nào. Rồi, thì ở đây là một số kiến thức cũ mà chúng ta nhắc lại với các bạn. Đầu tiên có khái niệm là tích đề cát. Khái niệm tích đề cát là tích hai chiều. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nè, đây là một cái tích đề cát nè. Thì mình có một cái tập hợp B. Tập hợp B của mình đó là có 3 phần tử ha, là phần tử 1, 2, 3. Thì mình có cái tập hợp A. Tập hợp A có 3 cái chữ là chữ X, chữ Y, chữ Z. Bây giờ mình muốn tạo một cái liên hệ, một cái tích đề cát giữa hai tập hợp thì mình sẽ tạo được cái bảng này. Vậy tích đề cát là có thể hiểu cơ bản là tích hai chiều của các bạn. Tích hai chiều. Trong một cái đề cát thì một phần tử trong tập hợp này sẽ được liên hệ kết nối với lần lượt từng phần tử trong tập hợp kia. Ví dụ như số 1 nè. Số 1 nó được quyền bắt cặp với chữ X, chữ Y và chữ Z. Số 3 cũng được làm vậy, X, Y, Z. Ngược lại chữ Z cũng vậy, nó cũng được bắt cặp với 1, 2, 3. Đó là một, mình có thể hiểu cơ bản là gì? Đó là cái ma trận hai chiều đó. Tích đề cát là cái mối quan hệ giữa hai cái tập hợp mà trong đó lần lượt từng phần tử này nó được có cái kết nối với tất cả phần tử bên kia. Nó tạo ra một cái kiểu ma trận hai chiều. Vậy trong tích đề cát có thể thấy là tất cả kết nối đều có hết. Thằng nào cũng có được quyền bắt cặp với lần lượt thằng bên kia. Cái ký hiệu của nó đó mọi người, đó là chữ X, giống như dấu nhân vậy đó. Đó, A nhân B. Vậy bây giờ nè, A ở đây viết hoa là người ta đang chỉ là cái tập hợp A, B là chỉ cái tập hợp B. A và nhân B tức là cái tích đề cát của A và B là một cái tập, là tập hợp những cái phần tử AB. Người ta ghi thế này nè, tức là lần lượt những phần tử AB, trong đó thằng A nhỏ sẽ thuộc tập A bự, thằng B nhỏ thuộc tập B bự. Từ khái niệm tích đề cát đó, người ta mới xây dựng ra được cái khái niệm gọi là quan hệ giữa hai tập hợp. Quan hệ giữa hai tập hợp ở đây các bạn, một quan hệ R, mình đặt tên nó là R ha, giữa tập hợp A và tập hợp B. Nó chỉ là một tập hợp con của tích đề cát A nhân B thôi. Thì nó cũng gồm các cặp AB, A thuộc A lớn, B thuộc B lớn. Mà A có một cái dây mơ ghẻ má gì đó tới một dây B. Vậy hiểu cơ bản này các bạn, tích đề cát là nguyên cái bảng này đó. Còn quan hệ giữa hai tập AB thì không cần phải điền hết cái bảng này đâu. Chỉ cần một thằng ở trong A có liên hệ với một hay một vài thằng gì đó bên B là được rồi. Đó,
nên cái số lượng cái phần tử mà chúng ta có sẽ ít hơn tổng số lượng của một tích đề khác. A mà có quan hệ với B thì không phải, ví dụ A có 3 phần tử, B có 3 phần tử, thì để A mà có quan hệ với B không nhất thiết phải có đầy đủ 9 tập hợp, 9 cái cặp con A nhỏ B nhỏ, không cần đủ 9 đâu, có khoảng dưới 9 là được, từ 1 đến 9 miễn có là được, 1 thằng, 2 thằng, 3, 4 thằng là được. Thì một cái quan hệ chính là một cái một quan hệ chính là phát biểu một quy tắc để xem mỗi phần tử A nhỏ thuộc A có bị ràng buộc với phần tử B nhỏ thuộc B hay không. Cái phần quan hệ này nó giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái việc các bạn làm với cái biến, với cái khóa chính trong mấy cái hệ cơ sở dữ liệu của các bạn. Đó. Cơ sở dữ liệu này có quan hệ với cơ sở dữ liệu kia, tức là nó có sự ràng buộc. Nên một cách nhìn khác, quan hệ giữa hai tập hợp là một cái quy tắc gì đó, một cái câu phát biểu gì đó để cho cái phần tử A này nó dính được với một phần tử B bên kia. Vậy cái ràng buộc đó là gì? Mình coi thử ở đây ha. Bây giờ mọi người giúp mình nha. Ở đây mình đang có hai cái hình. Đó, bây giờ chơi giải đố vui thôi. Mình có hai cái hình. Cái hình của nhóm A nè, mình có cái nhóm A. Trong nhóm A có 4 có 5 cái hình, mỗi hình có màu khác nhau. Trong nhóm B á, cũng có 5 cái hình, mỗi hình cũng có màu khác nhau. Bây giờ mình sẽ tìm một cái câu phát biểu, một cái quy tắc gì đó để cho chúng ta thể bắt cặp được những cái thằng trong A với thằng trong B. Thì cái tính chất đầu tiên mình chọn là cùng màu. Vậy bây giờ các bạn giúp mình xem, nếu hai hình này mình chọn quy tắc là cùng màu á, thì chúng ta sẽ vẽ được bao nhiêu mũi tên để nối hai thằng cùng màu với nhau. À đúng rồi các bạn, cái công thức hồi nãy của cái nhóm mình làm là cái công thức của tổ hợp chỗ số 10 bị thiếu ấy các bạn. Quên chia cho 3 giao thừa phía dưới. À hồi nãy còn câu số 7 bị sót đúng không? Vậy không sao, để hành sửa được câu số 7. Các bạn nhắc cho mình nha, chứ mình quên câu số 7. Rồi, 4 mũi tên. Đây. Đúng rồi các bạn, nó có 4 mũi tên. Thì bây giờ nè, mình thấy đâu nhất thiết là một thằng bên đây phải kết nối đầy đủ những thằng bên kia đâu. Cùng màu cũng là một tính chất mà chúng ta tạo được quan hệ đó. Bây giờ chúng ta đổi cái tính chất nha. Chúng ta đổi tính chất. Chúng ta đổi cái luật. Luật bây giờ là luật cùng dạng. Nếu mà luật cùng dạng thì có bao nhiêu mũi tên? À đúng rồi các bạn, cùng dạng. Ờ đúng rồi các bạn, cùng dạng á, thì nó có 5 mũi tên. Đó. Vậy rõ ràng là nếu giữa hai tập hợp nha, giữa hai tập hợp mà mình chỉ cần đổi cái quy luật kết nối thì cái số kết nối nó sẽ khác nhau. Đó. Đó chính là chỉ cái quan hệ giữa hai tập hợp đó. Cái quan hệ của hai tập hợp đó dựa vào cái quy tắc cho phép kết nối những phần tử trong những tập hợp này. Thì những cái quan hệ mà chúng ta thường thấy nè, chúng ta hay học chúng ta thấy nè, nó có quan hệ là tập hợp con, quan hệ nhỏ thua, quan hệ vuông góc, quan hệ song song. Đó, thì đó là những cái mối quan hệ mà chúng ta từng học ở trong toán đó. Bây giờ để ký hiệu cho quan hệ, chúng ta xài chữ R. R để xin xiết đó. Bây giờ ARB, phần tử A nhỏ với B nhỏ ha. Đó, thì người ta chỉ là phần tử A của tập A lớn đang có một cái quan hệ gì đó với phần tử B của tập B lớn. Là các bạn có một lưu ý như này nè các bạn. A, G, B thì không chắc B sẽ G, A ha. Ví dụ nè các bạn,
Ví dụ cái chữ g là thầy thay thế bằng cái quan hệ là cái quy tắc, là quy tắc nhỏ thua. Ở đây ví dụ là a nhỏ thua b thì đâu có nghĩa là b nhỏ thua a đâu, nhưng có những quy tắc là nó có thể, ví dụ giống như là vuông góc, a vuông góc với b thì b vuông góc với a, thì nếu a là b không chắc, không chắc b là a. Rồi đây là một số cái ví dụ này các bạn. Bây giờ mình có cái tập hợp A có 5 phần tử, tập hợp B có 3 phần tử. A từ 1 đến 5, B có 11, 12, 13. Cái quy tắc để tạo nên cái quan hệ là một phần tử của A có quan hệ với phần tử của B khi và chỉ khi A là ước của B. A là ước của B. Rồi, nếu các bạn vậy, nếu là bài thi thế này thì các bạn giúp thầy liệt kê xem. Chúng ta liệt kê bằng cách đây, mở mặt vuông, mở dấu mặt nhọn ra, lần lượt ghi từng cặp. Đó, với A thuộc A nhỏ thuộc A, B nhỏ thuộc B. Ví dụ đầu tiên là 1 với 11. Tại vì 1 bị chết bởi 11. 11, 11 chia hết 1. Đó, vậy là 1 là ước của 11. Vậy chúng ta ghi nó vô. Thì các bạn kiểm tra xem còn những cái cặp nào nữa các bạn liệt kê giùm mình xem. À đúng rồi đó các bạn. Thì chúng ta chỉ cần liệt kê đầy đủ tất cả các cặp đó thôi. Nó còn cái cặp 1-12, 1-13, 2-12, 3-12 và 4-12. Các bạn làm đúng rồi đó. Đó là một cách đơn giản nhất để mình biểu diễn quan hệ. Đúng như đây, ví dụ thầy đổi thầy yêu cầu giờ là a nhỏ nhỏ hơn b thì các bạn lại liệt kê được rất nhiều cặp khác nữa đó. Vậy bây giờ này, bây giờ ở đây ha, bây giờ chúng ta có những cái quan hệ sau trên tập số nguyên. Bây giờ các bạn có thể kiểm tra giúp thầy coi, ở đây thầy có là từ r 1 với r 6 thầy có 6 cái quan hệ, và cách biểu diễn của quan hệ người ta ghi thế này nè. R 1 bằng một á, là người ta liệt kê ra hết luôn như các bạn thấy ở đây đó, liệt kê ra hết. Còn hai á, là người ta ghi cái dạng của nó bằng cách là r bằng mở mặt nhọn ra, cũng là cặp AB đóng mặt nhọn, đóng mặt tròn lại, gạch xuống một cái, sau cái dấu gạch sổ xuống đó người ta sẽ ghi cái mối quan hệ nó tạo được giữa A với B. Thì cái r 1 đây nè, nó sẽ là cái quan hệ A bé hơn B. Cái R2 là A lớn hơn B. Đó, vậy tương tự chúng ta có 6 cái quan hệ. Bây giờ người ta cho mình ở đây có 1, 2, 3, 4, 5. 5 cặp số. Người ta chỉ hỏi mình đó, là cặp nào chứa trong quan, cặp nào được chứa trong quan hệ nào. Ví dụ ha, bè trả lời giúp thầy nè. Cặp 1, 1 được chứa trong những R nào? Vậy để muốn biết các bạn thì mình cứ thế tương ứng thôi. Chị ở đây các bạn nhìn xíu ha. Cái ký hiệu người ta ghi nè, đó là một cặp A phẩy B
Tức là người ta đã nói cho mình biết là A đứng trước, B đứng sau. Cái dạng của tôi là dạng A phải B, thằng đứng trước là A, thằng đứng sau là B. Vậy trong cái trường hợp ví dụ như số 2, 1 nha, số 2 là chữ A, số 1 là chữ B đó. Còn 1, 1 thì A bằng 1, B cũng bằng 1. Vậy nó chứa là khi nào? Khi mà nó thỏa, khi bạn thảy cái cặp 1, 1 vào trong quan hệ mà nó thỏa, tức là nó có chứa. Rồi, vậy là 1, 1 chứa trong những cái quan hệ nào? Rồi, tiếp tục 1, 2 chứa trong những quan hệ nào? Bạn có thể ghi vào giấy nháp á, tí mình so là có đúng chưa nha. Tương tự cho những cặp còn lại. Rồi, các bạn kiểm tra lại cơ coi mình làm đúng chưa nha. Đây, đây cũng là một cái cách để chúng ta có thể làm cái bài tập của cái chương 4 này đó các bạn. Đó, kiểm tra mối quan hệ để mình hiểu quan hệ là gì vậy thôi à. Rồi, vậy bây giờ đây. À, để biểu diễn mối quan hệ á thì người ta sẽ có nhiều cách để vẽ nó ra. Thì ở đây các bạn tập hợp các cặp A phẩy cặp có dạng AB thỏa A có một cái quan hệ gì đó với B, tức là A nó rời được B á. Đó là một cái phần của cái đề cách AB, là cái mối quan hệ của nó không phải là toàn bộ, chỉ là một vài cặp thôi. Và hai cái quan hệ được gọi là bằng nhau khi mà nó sẽ có cùng một cách biểu diễn, cùng một cái đồ thị, hay có thể hiểu là cái tập kết quả, cái tập miêu tả kết quả của nó là giống nhau, thì lúc này hai quan hệ này có tính chất là như nhau đó. Bây giờ thầy có hai cái quan hệ nha. Cái quan hệ đầu tiên của thầy á là R1A, R1B nè. Cái quan hệ R1 ở đây á, nó tên là cái quan hệ A là ước của B. Còn cái R2 á là quan hệ B là bội của A. Mọi người để ý kỹ nè. Trong cái quan hệ nó có quy định cái thứ tự của cái nào đứng trước, của cái nào đứng sau. R1 là A là ước của B. R2 là B là bội của A. Trong cái trường hợp này mình mà đi xét, mình liệt kê phần tử thì kết quả y chang nha, cái đâu có đâu khác. Đó, nên hai quan hệ R1, R2 là tên khác nhau, tên khác nhau nhưng mà bản chất là nó bằng nhau, tại vì cái số lượng phần tử đồ thị như nhau. Rồi, các bạn có thể xem qua cái này thì phần này nó sẽ dính nhiều cái phần bài tập phía sau. Thì ở đây giới thiệu với các bạn một vài cách để các bạn biểu diễn cái mối quan hệ. Ví dụ như cái bài này nha các bạn. Bây giờ nè, mình có một số cái chữ, tập hợp A có nhiều mấy cái chữ, còn tập hợp B là mấy cái nguyên âm A, E, I, O, U. Cái quan hệ R, một từ trong tập hợp A có quan hệ với một ký tự trong tập hợp B khi và chỉ khi từ đó có chứa ký tự đó. Ví dụ nè, trong chữ sis nó có chữ y thì nó tạo được mối quan hệ với chữ y nè. Đó, nó tạo được mối quan hệ với chữ y. Ý của nó muốn như vậy đó. Thì bây giờ để có thể biểu diễn, một là mình liệt kê hết cái cặp có thể có, hoặc là mình dùng cái giản đồ. Đây, cái này gọi là cái giản đồ này các bạn. Mình vẽ nó ra đó, mình dùng mũi tên để mình chỉ nó ra đó, gọi là giản đồ. Để ví dụ như chữ quacha nè, nó có chữ A nè, thì nó chỉ mũi tên cho chữ A. Nó có chữ E, nó chỉ mũi tên cho chữ E.
làm như vậy để chúng ta quản lý được nó có những cái gì ngoài cái cách mà chúng ta vẽ chẳng ngồi mình kiểm tra mình sẽ rẽ như mũi tên như vậy á, làm được, nhưng mà nhìn á nhiều khi là chúng ta hơi khó đếm được là nó có bao nhiêu cái mối quan hệ từ một hay nhiều phần tử. Có cách khác nữa, mình lập bảng. Lập bảng thì nó tương tự thôi, mỗi mối quan hệ là giữa hai thằng, thì một thằng là những cột, một thằng còn lại là những dòng. Thì ví dụ chữ A nó có chứa trong cái chữ nào á, thì cái vị trí sau tương ứng dòng đó và cột đó mình tô đen đó, giống như chữ A nó chứa được ba trẻ, thì bây giờ mình tô đen cái chỗ điểm sao của dòng và cột đó vậy thôi à. Thì cách biểu diễn này gọi là biểu diễn của bảng Descartes. Một cái tích Descartes á, tất cả các bảng này nó đen thui, tất cả các ô đều có, còn bây giờ này có ô có ô không đó. Biểu diễn này gọi là biểu diễn bằng bảng Descartes. Mà bảng Descartes cái này cũng tiện, nhưng mà nhiều khi để tính toán có cách gì dễ hơn là thôi thay vì tô không tô, không tô tôi là số 0, còn tô đi số 1 đó. Thì biểu diễn này biểu diễn bằng ma trận, tại vì biểu diễn ma trận á, máy tính nó tính dễ hơn. Bây giờ có thì là 1, không có số 0 thì thôi à, tính cái gì. Rồi bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ nói về vài tính chất của cái mối quan hệ nè. Một quan hệ R giữa tập hợp A và chính nó được gọi là một quan hệ hai ngôi trên tập hợp A. Cái tính chất quan hệ nào á mà cho một phần tử nó được phép tự quan hệ với chính nó, tức là nó tự được G chính nó, thì được gọi là quan hệ hai ngôi. Ví dụ nha, mình có ba con số là 1, 2, 3, quan hệ lúc này là bé hơn hoặc bằng. Thì bây giờ mình viết ba, mình biểu diễn bằng giảng đồ đi. 1 nè, 2 là 3 nè. 1 bé hơn 2 thì mũi tên đi từ 1 đến 2. 2 bé hơn 3, mũi tên đi từ 2 đến 3. 1 cũng bé hơn 3, vậy mũi tên đi từ 1 đến 3. Nhưng mà người ta kêu là bé hơn hoặc bằng, nên 1 cũng được quyền bé hơn bằng 1. Vậy là mình phải vẽ mũi tên chỉ vô 1 từ 1. Tương tự cho 2 và cho 3. Mấy cái phép quan hệ mà nó có kiểu mà tự bằng như nè các bạn, hoặc bằng đó, là nó gọi là quan hệ vào vòng quan hệ hai ngôi. Tại vì nó là đứng đầu và vừa đứng cuối nên gọi là hai ngôi. Thì buổi hôm nay cái mà các bạn cần phải nhớ các bạn là bốn cái mục chính này nè. Đây là một trong cái chúng ta cần phải gán nhớ xíu. Các tính chất của một cái quan hệ, các tính chất của quan hệ hai ngôi trên một tập hợp. Quan hệ hai ngôi trước tiên nó có thể tự quan hệ với chính nó, ví dụ giống như là cái mặt bằng thế này là quan hệ hai ngôi, thì nó sẽ có những tính chất sau đây. Thứ nhất, phản hồi. Phản hồi có nghĩa là mình đọc ha, với mọi a nhỏ thuộc a, ara, tức là với từng phần tử trong tập hợp thì những phần tử này có khả năng tự quan hệ với chính nó. Ví dụ như dấu bé hoặc bằng hồi nãy đó, số 1 cũng có thể bé bằng 1, số 2 cũng có thể bé bằng 2. Vậy bây giờ ngoài quan hệ bé hoặc bằng thì có cái quan hệ nào có tính chất hai ngôi như vậy nữa không các bạn? Có cái quan hệ nào cũng có tính chất hai ngôi tương tự như vậy, để có thể là một cái phần tử nó có thể tự quan hệ với chính nó? Bằng, chính xác. Chú bằng là cái dễ nhất. Một tự bằng một, hai tự bằng hai. Bây giờ thầy có một tập hợp là x1, x2, x3, cái quan hệ là bằng nhau đó, thì chú bằng cũng là một quan hệ có tính chất hai ngôi. À, chia hết. Chia hết, một có thể chia hết cho chính nó, nó một số bất kỳ thể chia hết cho chính nó, hoặc là lớn hơn hoặc bằng, bé hơn hoặc bằng. Rồi bây giờ tiếp theo nè, mình có một cái tính chất số 2, đối xứng. Các bạn nhìn đối xứng nha, với mọi a nhỏ và b nhỏ thuộc a, nếu a r b thì thằng b được g a. Tính chất nào như vậy các bạn? Có cái phép toán nào hoặc là có cái tính chất nào mà ARB thì BRA không?
sẽ có hai thằng, hai phần tử trong một tập hợp, một cái tính chất gì đó cho phép nếu thằng A này nó quan hệ với thằng B, thằng B cũng được quyền quan hệ với thằng A. À, như nhân, quan hệ nhân, hợp lý. Quan hệ nhân, tính chất nhân, A nhân B thì B được quyền nhân A, đúng rồi. Giao hoán là đây, cái tính chất đối xứng, giao hoán là tính chất của đối xứng đó các bạn. À, còn một cái như là đường thẳng song song đi, đường thẳng A song song với đường thẳng B thì đường thẳng B cũng song song với đường thẳng A. Rồi bây giờ nhìn nhìn chút nè. Cái chữ C gọi là phản đối xứng. Phản đối xứng, coi kỹ thấy các bạn. Nó khác với đối xứng ở chỗ này. Với mọi A, B thuộc A, nếu mà bạn có A, E, R, B và bạn có B, E, R, A thì bạn mới có A bằng B. Nhìn thấy hai này khác nhau hoàn toàn. Đối xứng giống như là cái việc đối xứng là hai thằng này đó, vừa vai phải vế với nhau. Đó, A song song với B, B song song với A, A nhân B, B nhân A. Còn phản đối xứng á, thì giống như việc mà chúng ta nhìn vô tấm gương vậy đó. Đó, mình giống người trong gương, người trong gương giống mình, vậy là tôi người trong gương là một. Ví dụ cho cái phép phản đối xứng, ví dụ một cái tính chất có phép phản đối xứng là phép bé hơn hoặc bằng hay là lớn hơn hoặc bằng. Bây giờ kiểm tra có đúng không nha. Với mọi A nhỏ, B nhỏ thuộc A, nếu thầy thay quan hệ R bằng lớn hơn hoặc bằng nha các bạn. Nếu A lớn hơn hoặc bằng B và B lớn hơn hoặc bằng A thì A với B bằng nhau. Đúng không các bạn? Đúng rồi. Nó vậy á. Phản đối xứng là chúng ta có chiều thuận, chúng ta có chiều nghịch thì chúng ta mới kết luận được hai thằng này bằng nhau. Đó, nó phải đủ hai chiều mới gọi là phản đối xứng. A lớn bằng B và B lớn bằng A, vậy thì AB bằng nhau. Tính chất D là tính chất quan hệ bắt cầu. Quan hệ bắt cầu là cái quan hệ mà chúng ta quá quen rồi nè. Với mọi A, B, C thuộc A, nếu mà A, R, B và B, R, C thì A được quyền R, C. Lưu ý là bốn tính chất này nó là tính chất của quan hệ hai ngôi, là mấy cái quan hệ một phần tử được quyền tự quan hệ với chính nó. Ví dụ như trường hợp mình nói nãy giờ là lớn hơn hoặc bằng đi. Bây giờ chúng ta thay chữ R bằng lớn hoặc bằng. Kiểm tra lại. A lớn hơn hoặc bằng B và B thì lớn hơn hoặc bằng C. A thì rõ ràng chúng ta có A cũng lớn hơn hoặc bằng C. Đây là bốn tính chất của quan hệ hai ngôi trên một tập hợp. Rồi. Ở đây các bạn nó có một cái phần. Cái phần này thì không có cho trong bài thi. Thầy không có cho trong bài thi. Nhưng mà các bạn có thể coi thử, coi thêm để cho biết nè. Bây giờ nè, ở đây là một cái dạng là người ta cho mấy cái tập. Người ta cho một cái tập hợp. Từ cái tập hợp gốc là 1, 2, 3, 4. Người ta đã viết ra những cái tập hợp trong những quan hệ từ 1 đến 6 là 6 mối quan hệ R1, R2, R3, R4, R5, R6. Người ta liệt kê những cái mối quan hệ này ra với dạng những cái phần tử của nó. Người ta hỏi là quan hệ nào tính chất phản hồi. Tính chất phản hồi. Phản hồi là nó có quyền tự được G chính nó. Thì đáp án ở đây là R3 với R5. Đây, bạn nhìn R3 với R5 nè. Đây, nhìn yêu cầu tính chất phản hồi đi, mình giải thích tí. Với mọi phần tử A thuộc A, A có quyền RA. Phần tử trong đây từ 1, 2, 3, 4 có 4 đứa. Nếu nó có tính chất phản hồi thì bất kỳ thằng nào cũng có được quyền quan hệ chính nó, là được quyền bắt cặp lại với nó. Vậy ở trong 6 thằng này chỉ có cái thằng 3 và cái thằng 5 có đủ tất cả các bộ 11, 22, 33, 44. Với mọi đúng khi tất cả đều có mà. Đó, thằng 3 với thằng 5 nè, nó có đủ bộ 11, 22, 33, 44 thì nó có phản hồi.
mấy thằng kia không đủ là không có. Người ta hỏi ở đây là tính chất đối xứng và phản đối xứng. Này thì nói nhanh ha, các bạn có thể tự coi lại đi hiểu thôi, nhưng mà này không có cho người thi, mình nói sơ cho hiểu thôi. Thì đối xứng chỉ có 2 với 3 thôi. Tại vì với mỗi thằng A, B thuộc danh sách A bằng B thì B bằng A. Đó, nên bạn quan sát cái thử cái thằng R2 nè. Đó, nó có 1, 2 thì nó có 2, 1, nó có đủ bộ. Nó có 1, 1 thì về. Còn mấy thằng khác nó bị thiếu cặp đối xứng của nó, nên nó không có đủ tính chất đối xứng. Đó, ví dụ như thằng R4 nha. Nó có 4, 1, nó không có 1, 4. Nó có 4, 2, nó cũng không có 2, 4, nên nó không đủ tính chất đối xứng. Còn phản đối xứng thì chúng ta có 4, 5 và 6. Tại vì phản đối xứng thì nó đủ nguyên một cái cặp ARB, BGA và A bằng B. Đó, nên bạn có thể nhìn thấy ở đây nè, nó sẽ có những cái bộ như là 3. Đây nó có những cái bộ như là R6. Coi coi. Phản đối xứng. À, tính chất phản đối xứng của nó. Ở đây các bạn, một á, là nó có đủ luôn một bộ A, RB và B, RA. Ví dụ giống như là trong trường hợp của con số, để coi con số 5 ở đây đi. 3, 4. 4, 3. Để tí nha các bạn. 2, 3, 3, 2. Đây, ví dụ như trường hợp của con R5 đi. Nó có là 2, 4. Thì nó 1, 4, 4, 1. Đâu rồi cái gì? Đợi xíu các bạn để tìm một cặp nó có đủ một bộ cho mọi người xem. 1, 4, 2, 3. À, vậy bộ này không có đủ bộ có cặp rồi. Thì ở đây các bạn, nếu mà nó có đủ bộ một cặp, ví dụ giống như là 3, 4 và 4, 3, thì nó sẽ kèm luôn cái bộ là 3, 3 và 4, 4. Đầy đủ như vậy thì nó sẽ có phản đối xứng. Hoặc là nó chỉ có một thằng nhưng mà không đủ bộ, thì nó vẫn đủ cái bộ phản đối xứng. Đây, tại vì trong cái bộ yêu cầu của phản đối xứng ở đây nè, đây, phản đối xứng thì nó là quan hệ nếu thì. Đó, nên có bao gồm luôn cái trường hợp là giả thuyết sai mà kết luận đúng, tức là nó không có đủ bộ ARB và BRA, thì cái tính chất nếu thì ở đây vẫn đúng. Nên khi nó không đủ AB, BA thì nó vẫn đang có tính chất phản đối xứng. Đó, nó có chỗ này. Rồi cuối cùng là quan hệ bắt cầu. Thì bắt cầu chúng ta sẽ có 4, 5 và 6. Đó, tương tự bây giờ nè, trường hợp của 4 á, thì bây giờ ví dụ của 5 đi, nó có 1, 1, 1, 1, 2, bắt cầu thành 1, 2. Rồi con cặp nào nữa đây? À, đây, ví dụ đây nè, nó có 1, 3, 1, 4 thì nó bắt cặp với nhau, nó ra là 3, 4. Đó là có bắt cầu đó. Còn con số 6 này nè, nó có một đứa là nó không đủ điều kiện nếu trả thiết sai, nên phép si dai vẫn đúng, nên nó vẫn có quan hệ tính chất bắt cầu. Đây là một cái số cái bài toán mà bạn có thể tìm hiểu thêm thôi, nhưng chủ yếu ở đây bạn chỉ cần hiểu thế nào nó là phản hồi, là tự quan hệ tính nó, đối xứng là ARB thì BRA dấu bằng đó, phản đối xứng là dấu lớn hoặc bằng, A lớn bằng B và B lớn hoặc bằng A thì AB mới bằng nhau. Còn bắt cầu thì giống như quan hệ chúng ta từng học, nó bắt cặp đi tới. Thì khiếp qua cái phần này để các bạn khỏi rối. Rồi, bây giờ mình lấy ví dụ nè. Tính chất quan hệ phản hồi. Bây giờ các bạn xem giúp mình nha. Trong hai cái quan hệ sau đây, quan hệ lớn hơn hoặc bằng với quan hệ bé hơn, cái nào nó có tính chất phản hồi?
À, bé hơn hoặc bằng mới có tính chất phản hồi. Lớn, ổ lớn hơn hoặc bằng mới có tính chất phản hồi, bé hơn không có. Tại vì khi nó phản hồi thì nó có được quyền tự xài cái tính chất này với nó. Thì giống như ba được xài tính chất bé hoặc bằng với ba. Ok. Bây giờ quan hệ bằng, nó có quan hệ bằng với quan hệ lớn hơn. Cái nào có tính chất đối xứng? À đúng rồi các bạn, dấu bằng đó. Bằng mới có đối xứng. Tại vì A bằng B thì B bằng A. Đó, nó vừa vai phải vế với nhau. Chứ A lớn hơn B đâu có nghĩa là B lớn hơn A. Rồi bây giờ nè, phản đối xứng. Quan hệ bé hơn và quan hệ bé hoặc bằng trên tập hợp số. Có ba cái ha. Quan hệ bé hơn, quan hệ bé hoặc bằng. Thì trong hai cái này đi, hai này trước, cái nào có tính chất phản đối xứng? Giữa bé hơn và bé hoặc bằng thì cái nào mới có phản đối xứng? À bây giờ mình lấy trường hợp, mình xét cái trường hợp bé hơn nha. Quan hệ phản đối xứng nó nói á, A nếu ta có ARB và BRA thì AB bằng nhau. Vậy bây giờ mình thế cái chữ bé hơn vô cái chữ R. Thầy có A bé hơn B và B bé hơn A thì A bằng B. Có không? Không. Nó không thỏa. Nhưng mà dấu bé hoặc bé hơn hoặc bằng thì có. A bé hơn hoặc bằng B và B bé hơn hoặc bằng A thì AB bằng nhau. Thì là bé hoặc bằng mới có phản đối xứng. Còn quan hệ là ước thì sao? A là ước của B. Mình thấy vô cái quan hệ phản đối xứng mình kiểm tra nha. Nếu A là ước của B và B là ước của A thì A bằng B. Đúng không các bạn? Nếu A là ước của B và B là ước của A thì A bằng B. Đúng không các bạn? À đúng rồi, chính xác, đúng rồi đó các bạn. Nếu A là ước của B, B là ước của A, trời ơi, A, B tức là có con số à. Vậy là A bằng B phải rồi. Đúng rồi. Còn bắc cầu nè. Quan hệ bé hơn có chất bắc cầu không các bạn? Kiểm tra xem. Nếu ARB, BRC thì ARC. Bắc bé hơn có bắc cầu không? Ờ đúng rồi, bé hơn là cái bắc cầu chúng ta hay thấy nhất luôn. Vậy bây giờ nè, câu tiếp theo, quan hệ vuông góc trên tập hợp các đường thẳng á, nó có bắc cầu không? A vuông góc với B, B vuông góc với C thì A vuông góc với C có không? À tại sao không các bạn? Tại sao quan hệ vuông góc không có bắc cầu? À đây đây, nó song song hoặc trùng nhau. Các bạn phân tích đúng rồi đó. Đó, bởi vậy là bắc cầu là nó bắt tiếp cái mối quan hệ chứ không phải làm thay đổi mối quan hệ. Đúng rồi. Đó chính là cái việc mối quan hệ có tính chất bắc cầu. Thì tổng kết phần hôm nay các bạn, cái chương này nè, nó có nói nó sẽ quy tụ bốn cái tính chất mình vừa học, phản hồi đối xứng bắc cầu, về hai cái nhóm tính chất quan trọng trong tập hợp là quan hệ tương đương và quan hệ thứ tự. Thì bây giờ chúng ta cùng gắn với nhau một chút nữa để nói về quan hệ tương đương này hết các bạn. Tại vì á, cái bài thi thầy sẽ chia sẻ luôn là cái bài thi của chương 4 này, nó thầy sẽ cho nó rơi vào phần quan hệ thứ tự, là cái buổi của buổi sau chúng ta làm á. Nên cái phần tương đương này á, chúng ta nên nhìn sơ qua. Rồi, có chút xíu nữa thôi. Tại vì cái điều thứ hai chúng ta cần nhớ trong buổi tối hôm nay, một quan hệ được gọi là tương đương khi nó có ba tính chất sau đây trong bộ bốn tính chất mà mình vừa học. Thứ nhất, phản hồi, nó có thể tự quan hệ với chính nó. Thứ hai, đối xứng, A bằng B thì B bằng A.
Thứ ba, bắt cầu. Một cái quan hệ có đủ ba tính chất này, nó được gọi là quan hệ tương đương. Vậy chỉ còn nhớ thiệt kỹ giúp mình là quan hệ tương đương sẽ có phản hồi, đối xứng và bắt cầu. Rồi, bây giờ mình ví dụ cho mọi người xem cho dễ thôi. Bây giờ nè, cho R là một quan hệ trên tập số nguyên ARB, và người ta phát biểu cái quan hệ đó ra nè, A trừ B là một số nguyên. Đó, cái câu màu đỏ này nè là cái câu phát biểu của cái quan hệ đó, người ta nói ra cho mình biết đó. Quan hệ bây giờ nó có nhiều dạng, đâu phải chỉ đơn giản là bé hơn hoặc lớn hơn đâu. Nó có thể là một định thức, một biểu thức gì đó như thế này. A trừ B là một số nguyên. Giờ ta hỏi mình, bây giờ anh chị kiểm tra giúp, R có phải là quan hệ có tính chất tương đương hay không? Nếu người ta hỏi như vậy, thì mình sẽ kiểm tra xem nó có đủ 3 tính chất. Phải đủ hết 3 tính chất thì mới gọi là tương đương. Thứ nhất phản hồi, thứ hai đối xứng, thứ ba bắt cầu. Vậy cứ kiểm tra thôi ha. Bây giờ nếu phản hồi là có, thì một phần tử được quyền xài quan hệ này với chính nó. Vậy bây giờ quan hệ này nó có hai thằng, thầy lấy một thằng, thầy thế vô vị trí thằng còn lại, thầy tự kiểm tra với chính nó. Vậy thầy lấy thằng A, thầy thế vô cái thằng B luôn. Vậy thầy kiểm tra xem A mà trừ cho A phải là số nguyên hay không. A mà A trừ A ra số 0 rồi, mà không là số nguyên. Vậy A trừ A là thuộc số nguyên, nó có phản hồi. Lấy một số kiểm tra, nó có, vậy nó có phản hồi. Thứ hai, đối xứng. Nếu A G thằng B thì thằng B cũng được G nè. Vậy bây giờ nè, trong cái quan hệ mình có là A trừ B là số nguyên, A trừ B là số nguyên, vậy B trừ A phải là số nguyên các bạn. Phải luôn. Tại vì nguyên nó cho phép là nguyên âm nguyên dương mà. B trừ A thì ra cái số âm của B trừ A ra cái giá trị âm của A trừ B thì vẫn là số nguyên thôi hả. Vậy là tính chất đối xứng vẫn có. A R B thì B R A. Muốn kiểm tra đối xứng đổi vị trí nó lại để kiểm tra là xong. Cuối cùng là bắt cầu. Bắt cầu dẫn nhịp cầu thôi. Bây giờ bắt cầu là giữa ba thằng A đi qua B, B đi qua C, thì mình thế vào mình kiểm tra nha. A trừ B là, nếu mình có A trừ B là số nguyên và mình có B trừ C là số nguyên, vậy mình kiểm tra xem A trừ C phải là số nguyên hay không. Đây, mình kiểm tra xem nếu mình có A trừ B là số nguyên và B trừ C là số nguyên luôn, mình đang kiểm tra xem thằng A trừ C á, đây thằng thứ ba cái cầu được bắt nè, cái nhịp cầu này có không, A trừ C phải là số nguyên hay không. Rồi, muốn kiểm tra thì chúng ta đang sử dụng tính chất của toán học thôi. A trừ C sẽ được tách ra thành A trừ B cộng cho B trừ C. Đây là chúng ta tách theo công thức toán học bình thường à. Mà thằng A trừ B là nguyên, thằng B trừ C cũng nguyên. Yêu cầu nào nó nói nè, nó cho sẵn nè. Đấy, yêu cầu của giả thuyết bắt cầu là vậy mà. Số nguyên cộng số nguyên thì chắc chắn là số nguyên rồi. Vậy bắt cầu có luôn. Vậy cái quan hệ này nè, A trừ B là số nguyên, là quan hệ tương đương đó. Tương đương ở đây là tính chất của nó tạo ra những cái cặp giá trị như nhau, A cũng vậy, B cũng vậy, đứng đâu cũng vậy. Bây giờ một cái trường hợp khác ha. Quan hệ sâu chữ cái có độ dài bằng nhau, đó là quan hệ tương đương. Giống như bây giờ chữ 2 với chữ go là độ dài bằng 2. Quan hệ ở đây là quan hệ độ dài bằng nhau. Thì độ dài chữ go bằng độ dài chữ 2 cũng giống như độ dài chữ 2 bằng độ dài chữ go. Đó, trước sau đâu có gì đâu quan trọng đâu, nó tương đương với nhau mà. Đó, thì bây giờ phản xạ có không? Có. Một chữ có độ dài bằng độ dài chính nó. Đối xứng có không? Có. Độ dài của A bằng có độ dài của A bằng B, độ dài của A bằng độ dài của B. Thì độ dài của B cũng đang bằng độ dài của A, thì cũng bằng có con số 1 à. Đâu đâu khác, đối xứng có. Bắt cầu có không? Hai, độ dài của 2 và độ dài của go. Độ dài của go và độ dài của mi thì rõ ràng nó bằng nhau hết. Vậy là nó có luôn tính chất bắt cầu. Vậy là nó có tính chất tương đương. Rồi,
Vậy bây giờ kiểm tra giúp mình với. Bây giờ mình có tập hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 con số từ 1 đến 9. Quan hệ lúc này nha, được phát biểu thế này nè. X trừ Y là bội của 3. Kiểm tra giúp mình xem nó có phải quan hệ tương đương hay không. Rồi, chúng ta cùng nhau làm hay các bạn cho dễ. Để kiểm tra tương đương có ba tính chất: phản hồi, đối xứng, bắt cầu. Đầu tiên là phản hồi. Phản hồi thì một phần tử sẽ tự xài cái quan hệ với chính nó. Vậy bạn kiểm tra thử giúp thầy coi. X trừ Y là bội của 3. Vậy bây giờ X trừ X phải là bội của 3 hay không? X trừ X có phải là bội của 3 hay không các bạn? Phải không mọi người? X trừ X phải là bội của 3 không? Trong số từ 1 đến 9, mình lấy một số bất kỳ, mình trừ đi chín cái số đó luôn, cái kết quả của nó phải là bội của 3 hay không? À, tại sao lại không phải? Mọi người có dừng lộn nha. Là bội nha. Bội là chia hết. Ví dụ như là 6 là bội của 3. Đó. Bây giờ mình kiểm tra thôi. À, coi chừng mọi người bị nhầm với trường hợp là ước. Đó, trường hợp là ước. Vậy bây giờ nè, bây giờ thì kiểm tra nha. X trừ X phải là bội của 3 hay không? Phải trong số từ 1 đến 9. Số bất kỳ là X đi. X trừ X sẽ ra 0 đúng không? Ví dụ là 4 trừ 4 ra 0, 5 trừ 5 cũng ra 0. Mà 0 là bội của 3 vì 0 hết cho 3. Tại vì bạn quê, bạn giết ngược vị trí là bị nhầm thôi à. Đó. Nếu mà 3 không được chia 0, 0 là bội của mỗi con số. Tại vì 0 chia hết cho mỗi con số. Đó. 0 chia mỗi số thì bằng 0. Nên X trừ X sẽ ra 0 là 0 sẽ là bội của 3. Đó. Nên quan hệ bắt cầu của quan hệ phản hồi nó có phản hồi. Tiếp theo quan hệ đối xứng nha. Bây giờ đối xứng á, là X trừ Y là bội của 3 thì Y trừ X cũng là bội của 3. Các bạn kiểm tra tính chất này có không? Bây giờ mình làm thứ tự yêu cầu người ta thôi. Nếu X trừ Y là bội của 3, bây giờ bạn tìm trong cái nhóm này nè các bạn, hai số mà X trừ Y ra bội của 3. Cho chọn giúp thầy hai số đó coi. À, 4 trừ 1 là bội của 3. Rồi, ok, đúng, 4 trừ 1 là bội của 3. Vậy bây giờ 1 trừ 4 còn là bội của 3 hay không? 9 trừ 6 là bội của 3, đúng rồi. Vậy 6 trừ 9 còn là bội của 3 hay không các bạn? Cũng ra là bội của 3. Vậy 3 trừ 9 còn là bội của 3 không các bạn? Còn không, theo mọi người thì còn không? Còn, tại yêu cầu người ta chia hết là bội rồi. Người ta đâu yêu cầu là phải bội là phải dương đâu, đâu có. Miễn chia hết là bội. 9 trừ 3 ra 6, 6 chia hết cho 3, 6 là bội của 3. Đó. Mà 3 trừ 9 ra trừ 6, thì trừ 6 cũng chia hết cho 3 vậy. Trừ 6 chia trừ 3 ra trừ 2. Thì nó cũng là bội mà. Vậy là tính chất phản hồi có nè, tính chất đối xứng có nè, chỉ còn cuối cùng chất bắt cầu thôi. Rồi bây giờ các bạn kiểm tra quát bắt cầu giúp thầy coi. Bắt cầu bây giờ trong từ 1 đến 9, mình nếu mình có x
trừ y là bội của 3 và y trừ z cũng là bội của 3. Vậy kiểm tra giúp thầy coi x trừ z còn là bội của 3 hay không. Để muốn kiểm tra được thì bây giờ phải lấy ví dụ trước coi. X y z là bằng mấy để có thể là x trừ y bội 3, y trừ z bội 3. À, ví dụ đúng rồi các bạn, như bạn Vũ nè, 9 6 3 ha. 9 trừ 6 là bội của 3, thỏa. 6 trừ 3 là bội của 3, thỏa. Vậy mình kiểm tra coi 9 trừ 3 còn là bội của 3 hay không. 9 trừ 3 có là bội của 3 không các bạn? Vậy nó có tính chất bắt cầu hay không? Vậy cái quan hệ x trừ y là bội của 3 trên cái tập hợp này có tính chất tương đương hay không? Rồi, kết luận giùm mình của các bạn. Cái quan hệ này có tính chất tương đương hay không? À, chính xác rồi nha các bạn, nó có tính chất tương đương. Đó, nó chính xác là nó có tính chất tương đương. Rồi, cái phần cuối ngày hôm nay thôi nè. Mấy cái phần tương đương như vậy các bạn, nó sẽ tạo ra những cái gọi là lớp tương đương. Để có thể dễ hiểu phần này, thầy giải thích một cách ngắn gọn thế này nè. Bây giờ quan hệ tương đương, bây giờ hiểu vấn, bạn hiểu nó sẽ có ba tính chất giúp thầy ha. Phản hồi, đối xứng, bắt cầu. Và về thực tiễn là cái gì? Thực tiễn đơn giản thế này. Bây giờ lớp mình đang có giả sử là có 60 bạn. Bây giờ thầy có một cái quan hệ là quan hệ cùng quê. Quan hệ cùng quê. Có phải nếu thầy dùng quan hệ cùng quê để thầy tạo quan hệ trên lớp mình thì nó sẽ tạo ra những cái nhóm là những bạn có chung quê với nhau không? Quan hệ cùng quê. Đó, A và B có chung quê với nhau. Thầy dùng cái tính chất quan hệ này thầy xét trên lớp mình thì lập tức sẽ tạo ra những cái nhóm là những nhóm bạn cùng quê ở Cần Thơ, những bạn cùng quê ở Vĩnh Long, cùng quê ở Kon Tum, cùng quê ở Đồng Tháp, ở Hà Nội vân vân. Đó. Mà trong những cái nhóm này có phải là những bạn đã rơi vào trong nhóm cùng quê thì đều giống y chang nhau là cùng có một quê không các bạn, quê chung chỗ. Đó, thì những cái nhóm như vậy đó tôi gọi là lớp tương đương chứ không gì hết. Nó gọi là những lớp tương đương vậy thôi ha. Bây giờ thầy đổi quan hệ khác nè. Bây giờ thầy đổi quan hệ là cùng tuổi đi. Thầy đổi quan hệ là cùng tuổi. Bây giờ quan hệ ở đây được phát biểu là A và B cùng tuổi với nhau. Nếu chúng ta lấy cái này chúng ta xét theo ba tính chất phản hồi, đối xứng, bắt cầu, nó có hết. Mình tự bằng tuổi với mình. Tôi bằng tuổi với anh thì anh bằng tuổi với tôi. Tôi bằng tuổi anh bằng tuổi bạn kia thì tôi với bạn kia bằng tuổi nhau. Ồ, về phản hồi, đối xứng, bắt cầu có hết. Vậy nếu thầy dùng quan hệ bằng tuổi để mình xét thì lập tức nhóm mình, lớp mình sẽ được biết mình gom lại với nhau sẽ tạo ra những cái nhóm mà trong nhóm đó những thành viên cùng tuổi. Ví dụ là cùng 30 tuổi, cùng 25 tuổi, cùng 40 tuổi, cùng 45 tuổi chẳng hạn. Đó, thì trong một lớp như vậy, một nhóm như vậy á, có thể có một bạn, hai bạn hoặc là không có bạn nào thì nó sẽ tách ra thành những lớp tương đương là như vậy đó. Chị có thể cho mình thêm một ví dụ về một quan hệ tương đương đó không nè? Một quan hệ nào được gọi là tương đương, tương tự như vậy? Thì hai ví dụ là A và B cùng quê hoặc là A cùng tuổi với B. Vậy có thể có những quan hệ tương đương nào nữa có thể có những tập hợp tương tự như vậy? À, cùng tên. Đúng rồi các bạn, cùng tên. Bây giờ trùng tên thì có thể lớp mình nó sẽ có mỗi bạn. Bây giờ nếu mà hệ trùng tên nha, ví dụ là thầy tên Anh. Giả sử lớp mình có một bạn tên Anh nữa thì bạn cùng tên với thầy. Đó, vậy là chúng ta có trong lớp Anh, trong cái nhóm tên Anh có hai bạn. Có một, giả sử một bạn tên rất là lạ là tên là Quế Phương. Đó, có mình bạn đó tên là Quế Phương đi. Có một mình bạn đó có cái tên đó thôi. Thì cái nhóm của bạn có một mình bạn à. Đó, thì cái nhóm, cái lớp tương đương này nè, cái nhóm nè, nó có thể có một hoặc nhiều phần tử. Và trong cái nhóm đó, mình lấy một thằng bất kỳ ra mình đại diện đều được. Ví dụ trong cái trường hợp x trừ y là bội của 3 nè, nó cũng là một cái quan hệ tương đương đó, mình mới chứng minh hồi nãy.
thì nó cũng tách ra thành những cái lớp tương đương đây. Thì trong mỗi cái lớp tương đương như vậy, mình có thể lấy ra một thằng bất kỳ để mình đại diện. Trong lớp tương đương những bạn cùng quê ở Thái Bình, thì bạn nào chả là quê Thái Bình, bạn nào làm đại diện của nhóm đó chả được. Trong trường hợp những bạn trùng tên là anh, thì bạn nào chả tên anh, ai đại diện cho nhóm cũng được. Nên trong cái lớp tương đương, chúng ta sẽ chọn ra một đứa làm đại diện của cái nhóm đó. Đơn giản là vậy thôi. Rồi, có cái nhận xét ở đây. Mỗi phần tử của tập hợp A thuộc về lớp tương đương của nó. Mỗi bạn sẽ thuộc về lớp tương đương, bây giờ cùng quê đi, thì thuộc đúng có cái quê à, là thuộc đúng về lớp tương đương của bạn. Hai lớp tương đương mà có trùng phần tử thì bằng nhau. Đó, bây giờ thầy nói là bây giờ các bạn hãy gom nhóm theo quan hệ tương đương là cùng quê. Bây giờ thầy hú lên ai quê ở Cần Thơ tập hợp ở đây. Một bạn kia cũng hú lên ai ở Cần Thơ tập hợp ở đây. Các thầy phát hiện là a thì ra mình Cần Thơ, bạn cũng Cần Thơ hả? Vậy mình chung nhóm, nhập vô. Đó là lý do là hai lớp tương đương mà chung phần tử á, thì sẽ bằng nhau á các bạn. Đó là gom thành có một nhóm duy nhất thôi. Và các lớp tương đương này tách A thành những phần không giao nhau. Tách A thành những phần nó không có giao nhau với nhau. Không có trường hợp một người hai quê. Không có trường hợp đó, quan hệ cho phép như vậy là không tương đương rồi. Cũng đâu phép trường hợp một người hai tên đâu. Cũng đâu có trường hợp một người hai tuổi. Đó, nên nó tách ra thành những cái phần không giao nhau với nhau. Đây là cái hình cuối buổi hôm nay. Đây các bạn, quan hệ tương đương nó tách cái tập hợp thành những phần không giao nhau. Cái phép tách như vậy á, người ta gọi là phép phân hoạch. Phân hoạch. Cái phép phân hoạch này nó chia một cái tập hợp thành những cái phần riêng lẻ với nhau, giống như là cái việc bạn cắt cái bánh pizza đó các bạn. Đó, trong lớp mình là một cái thành đứng quanh với nhau như cái bánh pizza đó. Khi bạn cắt cái bánh pizza ra rồi á, thì mỗi cái miếng bánh pizza đó cái thành phần của nó không có bị nhập nhằng vào phần khác. Nó chia đều với nhau luôn. Và khi bạn ghép nó lại, nó tạo ra cái bánh ban đầu. Đó, thì đó là phép phân hoạch. Từ tập hợp ban đầu chia ra thành những thành phần con không có giao nhau với nhau. Trong miếng bánh pizza thì bị cắt ra, thì cái con tôm ở trên miếng bánh nào thì thuộc đúng miếng bánh đó thôi hả? Nó không có bị một con tôm nằm đồng thời trên hai miếng bánh. Không có, tôi chia cắt ra hết rồi, tôi phân hoạch ra rồi. Thì đó là tính chất quan trọng của quan hệ tương đương, làm cho tập hợp ban đầu bị phân rã, bị phân hoạch ra thành những tập hợp không giao nhau. Rồi, trong phép phân hoạch thì mỗi phần tử thuộc về một phần duy nhất. Hai phần tử bất kỳ của phép phân hoạch thì sẽ không có phần chung. Vậy thôi à, đó là cái phần mình vừa nói. Rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây thế các bạn. Hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu về quan hệ thứ tự. Trong quan hệ thứ tự này, nó sẽ có một câu nằm trong bài đề thi luôn, là câu biểu tính chất sơ đồ hết. Đó, nên các bạn có thể đọc trước cái phần slide này để có thể dễ làm. Rồi, chị Hôm, buổi hôm nay thì không chưa có bài tập nha các bạn. Tại vì chúng cái phần sau thì nó sẽ có nội dung, nó cũng không dài, nhưng mà mình sẽ nói hơi chậm để các bạn có thể làm được cái bài tập của cái bài này. Rồi, vậy sau buổi hôm nay chỉ cần nhờ mọi người coi lại một lần nữa để thiệt là hiểu bốn tính chất này nó là cái gì. Đó, phản hồi đối xứng bắt cầu. Tương đương thì có ba cái. À, chương 1, tuần sau chắc là không có kịp giải chương 1 các bạn. Nếu mà giải chương 1 thì sợ là các bạn sẽ kết thúc hơi trễ á. À, thì bây giờ vậy đi, để mình chia việc cái đi cho nó nhẹ. Vậy bây giờ là mình còn sót lại cái câu 7 của cái chương 3. Vậy tuần sau chúng ta sẽ giải một vài câu của chương 1. Rồi chúng ta sẽ coi tiếp cái phần tiếp theo này. Rồi sau khi chúng ta sẽ ôn một lần nữa để cho kịp các bạn. Vậy là thầy sẽ lựa lại những cái câu chính, những cái dạng chính của cái phần chương 1. Không thôi thì hôm sau thì chúng ta thúc giải một tí cũng được. Rồi, vậy tuần sau chúng ta sẽ coi lại bài tập chương 1 nhé các bạn. Và vậy các bạn nhớ coi lại phản hồi và đối xứng bắt cầu.
coi sơ lại cái phần tiếp theo nếu nếu có muốn chuẩn bị trước. À và còn cái câu câu 7 còn bị sót của chương 3 nữa. Rồi. Chị thấy các bạn, bye bye các bạn, nhớ coi lại bài kỹ nha. Rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Nhớ coi lại bài nha mọi người. Bye bye. Rồi, bye bye các bạn, bye bye các bạn. Rồi, bye bye, bye các bạn.